Chương 14. Gióp mô tả sự ngắn ngủi của đời người. Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày nhưng đầy dẫy phiền muộn, như đóa hoa sớm nở chiều tàn, con người thoáng qua như chiếc bóng không ở lâu dài. Thế sao Chúa còn để mắt đến mà đem con ra xét xử? Ai có thể lấy điều thanh sạch ra từ điều ô uế? Chẳng một ai. Số ngày của đời người do Chúa ấn định, số tháng năm tùy thuộc nơi Ngài, và giới hạn Chúa cũng định rồi, làm sao vượt qua được? Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân, được thảnh thơi như người làm thuê sau ngày làm việc. Vì cây cối vẫn còn hy vọng, bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên, không ngừng đâm chồi nảy lộc. Dù rễ nó có già cỗi dưới đất, gốc chết dần trong cát bụi, vừa có hơi nước nó liền mọc chồi, vươn cành ra như một cây non. Nhưng loài người chết thì nằm bất động, khi tắt hơi họ đến nơi nào? Như nước rút khỏi hồ, như lòng sông cạn khô nước nẻ, loài người đã nằm xuống thì không trỗi dậy nữa. Khi bầu trời còn đó, họ vẫn không thức giấc, và chẳng ai đánh thức họ khỏi giấc ngủ say. Ôi, ước gì Chúa giấu con trong âm phủ, che khuất con cho đến khi Ngài nguôi cơn giận, và định một kỳ hạn để nhớ đến con. Nếu loài người chết, họ có sống lại được không? Trọn những ngày lao khổ nhọc nhằn, con vẫn đợi cho đến chừng đau khổ qua đi. Chúa gọi con xin thưa lại. Chúa đoái đến công việc của tay Ngài. Bây giờ Ngài đếm bước chân con, nhưng không còn xem xét các tội lỗi con. Các vi phạm con được niêm phong trong túi, gian ác con được Chúa phủ che. Nhưng như núi non sụp đổ tan tành, đá tảng bị dời đi nơi khác, như nước chảy đá mòn, như lục cuốn trôi bụi đất, Chúa phá tan hy vọng của con người. Chúa đánh bại con người và họ phải qua đi. Ngài thay đổi diện mạo và đuổi họ đi. Con cái họ được tôn trọng, họ cũng chẳng biết, hoặc chúng có bị xem thường, họ cũng chẳng hay. Thân xác đớn đau một mình họ chịu, linh hồn sầu khổ chỉ một mình họ hay. Chương 15. Elipha cho rằng con người đau khổ vì bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Elipha người Thê-man nói, chẳng lẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ và chứa gió đông đầy bụng, hoặc dùng lập luận vô bổ, lời nói nhảm nhí mà biện hộ cho mình sao? Anh gạt bỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn cản việc suy ngẫm trước mặt Ngài. Vì tội ác anh dạy cho miệng anh nói, và anh chọn lời lẽ của kẻ xảo quyệt. Miệng anh kết án anh chứ chẳng phải tôi, và chính môi anh làm chứng chống lại anh. Có phải anh là người ra đời đầu tiên, hay được dựng nên trước cả núi non không? Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời và thâu tóm hết khôn ngoan về cho mình sao? Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu chăng? Giữa chúng tôi cũng có người tóc bạc kẻ cao niên, lớn tuổi hơn cả thân sinh anh. Lời an ủi của Đức Chúa Trời và tiếng êm dịu đã dành cho anh còn quá ít với anh sao? Tại sao lòng anh bối rối và mắt anh quắc lên, đến nỗi tâm linh anh chống lại Đức Chúa Trời, và miệng anh tuôn ra những lời như thế? Loài người là gì mà cho là thanh sạch? Kẻ do người nữ sinh ra là ai mà tự nhận là công chính? Kìa, Đức Chúa Trời không tín nhiệm các thiên sứ Ngài. Dưới mắt Ngài các tầng trời cũng chẳng trong sạch. Huống chi một kẻ xấu xa đồi bại, phạm tội ác như uống nước lã. Hãy lắng nghe, tôi sẽ chỉ cho anh.
tôi sẽ kể cho anh điều tôi đã thấy, là điều các nhà hiền triết đã nói, và không giấu điều gì tổ phụ họ truyền lại. Chỉ có họ mới được ban đất đai, không một dân ngoại nào được sống giữa họ. Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại, suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn. Tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai, đang yên ổn thì quân cướp tràn đến. Không tin rằng mình thoát khỏi tối tăm mà số phận đã dành cho gươm giáo. Khi bị ném ra ngoài làm mồi cho kênh kênh, nó biết rằng ngày tăm tối đã gần. Khốn khó sầu não làm cho nó khiếp kinh, dồn ép nó như một vua sẵn sàng chinh chiến. Vì nó đưa tay lên chống cự Đức Chúa Trời và kiêu căng thách thức đấng toàn năng, núp dưới chiếc khiên dày cộm. Nó bướng bỉnh tấn công Chúa vì nó làm cho mặt mình phì nộn, hai hông căng phình mở. Nó ở trong các thành bị tàn phá, trong các nhà bỏ hoang, những ngôi nhà đợi ngày sụp đổ. Nó không giàu có nổi, của cải chẳng bền lâu, sản nghiệp nó không lan ra trên đất. Nó sẽ chẳng thoát được tối tăm, lửa làm khô héo chồi của nó. Hơi thở từ miệng Đức Chúa Trời sẽ cuốn nó đi. Nó tin cậy vào sự hư không mà tự lừa dối mình. Vì sự hư không sẽ là phần thưởng của nó. Nó sẽ được báo ứng đầy đủ trước kỳ hạn, còn các cành nó sẽ chẳng xanh tươi. Nó như cây nho rụng trái non, như cây ô liu không đậu hoa. Vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản, lửa sẽ thiêu trại của kẻ ăn hối lộ. Chúng mang thai điều ác sẽ sinh ra điều hung dữ. Lòng của chúng chuẩn bị kế gian tà. Gióp chương 16. Gióp khẳng định mình vô tội. Gióp đáp rằng, những điều như thế tôi đã nghe nhiều rồi. Tất cả các anh đều là những kẻ an ủi gây bực bội. Các lời viển vông này không bao giờ dứt sao? Điều gì thúc giục anh nói mãi không ngưng? Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi cũng có thể nói như các anh. Tôi cũng sửa soạn lời lẽ chống lại các anh và lắc đầu nhìn các anh. Nhưng miệng tôi sẽ khích lệ các anh. Lời an ủi từ môi tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của các anh. Nếu tôi nói, nỗi đau của tôi không thuyên giảm, còn tôi nín lặng, liệu nó có lìa xa? Nhưng bây giờ, Chúa khiến tôi mòn mỏi, làm cho cả nhà tôi kinh hoàng. Ngài khiến da tôi nhăn nheo, là bằng cớ chống lại tôi. Thân tôi còm cõi, là bằng cớ nữa tố cáo thẳng vào mặt tôi. Trong cơn thịnh nộ, Ngài xé tôi và ghét bỏ tôi. Ngài nghiến răng với tôi. Kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi. Chúng hả miệng chế nhạo tôi. Thô bạo tát vào má tôi. Kết bè, kết đảng chống lại tôi. Đức Chúa Trời phó tôi cho phường bất chính. Ném tôi vào tay bọn gian tà. Tôi đang an ổn thì Ngài bẻ tôi ra. Nắm cổ tôi và đập tôi tan tành. Ngài đặt tôi làm bia để bắn. Các mũi tên Ngài bao vây tôi. Ngài bắn thủng lưng tôi không thương xót, khiến mật tôi đổ ra trên đất. Ngài gây cho tôi hết thương tích này đến thương tích khác, xông vào tôi như một dũng sĩ. Tôi may áo tang phủ lên da thịt, chôn vùi sức lực tôi vào bụi đất. Mặt tôi sưng đỏ lên vì khóc. Bóng sự chết hiện trên mí mắt tôi. Dù trong đôi tay tôi không có bạo lực, và lời cầu nguyện tôi trong sạch. Hỡi đất, đừng vùi lấp máu ta. Hãy để tiếng kêu than của ta cứ mãi vang xa. Ngay giờ này, đấng làm chứng cho tôi ở trên trời, đấng bảo lãnh tôi ở nơi cao. Các bạn tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời, như một người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời, như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình.
vì tháng năm ít ỏi sắp trôi qua, tôi sẽ đi con đường mà tôi không trở lại. Gióp chương 17. Gióp cầu xin Chúa giải cứu. Hơi thở con đã tắt, các ngày con đã tàn, mồ mả chờ đợi con, bọn nhạo báng vây quanh con, mắt con luôn thấy sự khiêu khích của chúng. Xin Chúa bảo lãnh con bên Chúa, vì ngoài Ngài ai sẽ bảo lãnh con? Vì Chúa khiến tâm trí chúng mù tối, nên Ngài không cho chúng chiến thắng. Kẻ nào tố cáo bạn bè để kiếm thưởng, mắt của con cái chúng sẽ bị hao mòn. Gióp nói với các bạn, Ngài khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ, để mọi người khạc nhổ vào mặt tôi. Mắt tôi mờ đi vì sầu khổ, toàn thân tôi chỉ còn là chiếc bóng. Thấy tôi, người ngay thẳng phải bàng hoàng, người vô tội sẽ nổi giận với bọn vô đạo. Nhưng người công chính giữ vững đường lối mình, người có đôi tay trong sạch sẽ ngày càng mạnh mẽ. Các anh ơi, hãy biện luận nữa đi. Nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai khôn ngoan. Các ngày tôi qua đi, kế hoạch tôi gãy đổ. Cùng với những khát vọng của lòng tôi, họ lấy đêm làm ngày. Trong bóng tối, họ nói rằng ánh sáng gần kề. Nếu tôi hy vọng âm phủ là nhà mình và trải giường ra trong bóng tối, nếu tôi gọi huyệt mộ đây là cha tôi và gọi sâu bọ rằng đây là mẹ, là chị tôi, thì hy vọng tôi ở đâu? Ai sẽ thấy được niềm hy vọng của tôi? Có phải hy vọng đó cũng xuống cửa âm phủ với tôi khi chúng ta cùng đi vào bụi đất? Gióp chương 18. Binh Đắc nói về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ gian ác. Binh Đắc người Su-a đáp rằng, các anh gài bẫy trong lời nói cho đến bao giờ? Hãy suy xét đi, rồi chúng tôi sẽ nói. Tại sao các anh xem chúng tôi như thú vật và nhìn chúng tôi như kẻ dại khờ? Anh tự giày vò mình trong cơn nóng giận. Chẳng lẽ vì anh mà trái đất bị bỏ hoang và tảng đá phải dời đi nơi khác? Thật ánh sáng của kẻ ác rồi sẽ tắt, ngọn lửa của nó không còn chiếu sáng. Ánh sáng trong trại nó sẽ tối om, ngọn đèn trên đầu nó vụt tắt, các bước đi mạnh dạn của nó trở nên yếu ớt, các mưu chiếc nó làm cho nó ngã nghiêng, vì chân nó mắc vào bẫy lưới và bước đi trên cạm bẫy. Một cái bẫy tóm lấy nó ngay gót chân, và lưới bủa sẽ bắt giữ nó. Dây giăng bẫy nó ngầm trong đất, bẫy gài bắt nó trên đường đi. Nỗi kinh hoàng bốn bề gây khiếp đảm và bám đuổi gót chân nó. Sức lực nó suy kiệt vì đói khát, và tai ương chờ chực sát bên mình. Bệnh tật làm da thịt nó hao mòn, con đầu lòng của tử thần tiêu nuốt toàn thân nó. Nó sẽ bị kéo ra khỏi trại là nơi nó nương dựa và bị giải đến với vua kinh hoàng. Kẻ không thuộc về nó sẽ ở trong trại nó, còn diêm sinh rải khắp nơi nó ở. Bên dưới rễ nó khô lại, bên trên cành nó héo đi. Trong xứ kỷ niệm nó sẽ không còn, ngoài xứ tên tuổi nó chẳng được ai nhắc đến. Nó bị đuổi khỏi vùng ánh sáng để vào cõi tối tăm, và bị trục xuất khỏi thế gian. Giữa dân tộc mình nó không còn con cháu, nơi nó ở chẳng một ai sống sót. Trước số phận của nó, người phương Tây sững sờ, người phương Đông kinh hoàng. Thật đó là nơi ở của kẻ gian ác, số phận của kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Gióp
Chương 19. Gióp tin chắc vào sự cứu chuộc của Chúa. Gióp đáp lời rằng: các anh còn muốn dùng lời lẽ giày vò tôi, đay nghiến tôi cho đến bao giờ? Hàng chục lần rồi các anh quở trách tôi, ngược đãi tôi mà không hổ thẹn sao? Dù tôi có thật sự lầm lỗi, thì lỗi lầm đó cũng chỉ liên lụy một mình tôi. Nếu thật các anh muốn lên mặt với tôi, đem nỗi sỉ nhục của tôi ra chỉ trích, thì hãy biết rằng chính Đức Chúa Trời đã bạc đãi tôi, bủa lưới ngài quanh tôi. Này, tôi có kêu lên, con bị ngược đãi, cũng chẳng được đáp lời. Tôi có gọi thật to, cũng không thấy công lý. Chúa đã chặn đường tôi không sao qua được. Ngài phủ bóng tối trên mọi nẻo tôi đi. Ngài đã tước bỏ vinh quang của tôi, cất mão triều khỏi đầu tôi. Chúa đánh đổ tôi tứ phía và tôi tiêu tán. Ngài nhổ niềm hy vọng tôi như người ta nhổ cây. Cơn phẫn nộ Ngài phừng lên với tôi. Ngài xem tôi là kẻ thù của Ngài. Các đạo quân Ngài ùn ùn kéo đến, đắp lũy tấn công tôi và đóng trại chung quanh trại tôi. Ngài khiến anh em tôi lìa xa tôi. Những người quen biết tôi trở nên kẻ xa lạ. Họ hàng lìa bỏ tôi, bạn bè thân thiết bỏ rơi tôi. Những người khách trọ trong nhà đã quên tôi. Các tớ gái xem tôi như khách lạ. Trong mắt họ tôi là người ngoài cuộc. Tôi gọi đầy tớ, nó không thèm đáp lại. Ngay cả khi tôi mở miệng khẩn nài, hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm. Anh em tôi cũng gớm ghê tôi. Thậm chí trẻ con cũng khinh khi tôi. Tôi vừa đứng dậy, chúng đã nhạo báng tôi. Tất cả bạn thân đều ghét bỏ tôi. Những người tôi thương mến đã trở mặt với tôi. Tôi chỉ còn da bọc lấy xương và thoát chết dưới hai bàn tay trắng. Các bạn ơi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, vì tay Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Sao các anh truy đuổi tôi như Đức Chúa Trời chưa chán thịt tôi sao? Ôi, ước gì những lời tôi được ghi lại, được chép vào một quyển sách dùng bút sắt và chì, khắc vào bia đá lưu lại đến muôn đời. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất, dù khi da thịt tôi tan nát. Với xác thân này, tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn ngắm Ngài chứ không phải người khác. Lòng tôi mong chờ đến héo hon. Nếu các anh nói, làm sao chúng ta đuổi theo nó đây? Và nguyên nhân tai họa đều do nó cả, thì hãy sợ lưỡi gươm, vì cơn giận các anh đáng bị gươm trừng phạt, để các anh biết rằng sẽ có ngày phán xét.